between me and you. There's an ocean between our love. If I'm telling the truth, what am I to sail away? 'Cause I don't know where you've been lately, and times have changed, the world's gone crazy. Xin chào tất cả các bạn. Chiến dịch Random Dance K-pop TikTok with V Hunter năm 2023 được tổ chức với mục tiêu như sau. Mục đích đầu tiên đó là muốn tạo một môi trường cho các bạn đam mê nhảy múa có cơ hội được thể hiện tài năng của mình. Và mục đích thứ hai đó là rất là mong muốn có thể kết nối được công ty V Hunter tới các trường phổ thông, trung học và cơ sở để có thể tổ chức các sự kiện cho các bạn học sinh. Và mục đích cuối cùng chính là rất là mong muốn tìm được các bạn học viên có tài năng và mong muốn được theo đuổi đam mê nghệ thuật của mình. Rất là mong muốn là chương trình có thể phát triển được rất là nhiều trường trên địa bàn Hải Phòng, và chúc các bạn luôn luôn theo đuổi được đam mê của mình, thành công hơn nữa trên con đường nghệ thuật. Rồi và em rất là may mắn và rất là vui khi em được gặp được câu lạc bộ V Hunter và gặp được các giáo viên ở V Hunter đã giúp em trao dồi thêm kinh nghiệm, kỹ năng và thêm tự tin ạ. Thế mình sẽ sử dụng cái phần thưởng này như nào cho ý nghĩa ạ? Dạ em sẽ dùng để trao dồi thêm kỹ năng cho bản thân để giúp chúng ta, giúp bản thân em có thể thêm những sự tự tin và thêm không sao, ok. Vâng, mong là cuộc thi này thì sẽ diễn ra xuyên suốt trong tháng này và tháng sau. Thì mong rằng là Phương Linh có thể tham gia cùng với anh chị trong các cuộc thi ở những trường khác tiếp theo của V Hunter.